À, xin chào tất cả các em học sinh. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trần Khánh Anh, là giáo viên của trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, thành phố Huế. Rất vui khi lại được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. À, các em thân mến, trước khi tìm hiểu kiến thức mới của bài học ngày hôm nay, cô mời các em nhìn lên màn hình và quan sát bản tin dự báo thời tiết dưới đây. À, bản tin dự báo thời tiết này cho biết nhiệt độ thấp nhất của một số ngày trong tháng 1 năm 2020 ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Và quan sát bản tin dự báo thời tiết này, kém nhận thấy điều gì đặc biệt xảy ra ở đây? À, đó là ngoài những con số chỉ nhiệt độ quen thuộc mà kém đã biết, đó là 2 độ C 0 độ C, 1 độ C thì vào những ngày 18, 19, 22, 23, 24 thì các số chi nhiệt độ ở đây là các số có dấu trừ xuất hiện ở đằng trước. À, trong cuộc sống chúng ta cũng gặp rất nhiều số mà có dấu trừ xuất hiện đằng trước như thế này. À, ví dụ như ở đây cô 6 có một số tin nhắn về sự biến động số dư của một số tài một tài khoản như sau. À, thì quan sát thấy ở tin nhắn số 1 và tin nhắn số 3 thì số tiền giao dịch ở đây là các số có dấu trừ xuất hiện ở đằng trước. À, các số có dấu trừ xuất hiện đằng trước như thế này thì sẽ được gọi tên là gì và có ý nghĩa thực tế như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương 2. Đó là chương số, số nguyên. Và trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu ba nội dung. Nội dung thứ nhất đó là tập hợp các số nguyên. Nội dung thứ hai là các phép tính trong tập hợp số nguyên và nội dung thứ ba là quan hệ chi hết. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài đầu tiên của chương, đó là bài 1, số nguyên âm. Bây giờ quay trở lại vấn đề đặt ra ở đầu bài. Đó là bản tin dự báo thời tiết Ở đây chúng ta có các số trị nhiệt độ dưới không độ C như sau. Và các em hãy cho biết các số trên có gì đặc biệt. À, các số trên là các số có dấu trừ xuất hiện ở đằng trước và các số như thế này người ta gọi là số nguyên âm. Và từ đây chúng ta có kiến thức sau. các số 1 với dấu trừ đằng trước, 2 với dấu trừ đằng trước, 3 với dấu trừ đằng trước, vân vân, là các số nguyên âm và số nguyên âm được nhận biết bằng dấu trừ ở đằng trước, các số tự nhiên khác không. Như vậy nhờ kiến thức này chúng ta đã nhận biết được một số như thế nào là số nguyên âm và sau đây cô sẽ hướng dẫn các em cách đọc và viết số nguyên âm. Ta đã biết số 5 với dấu trừ đằng trước là một số nguyên âm, khi đó số này được đọc như sau. Âm 5 hoặc trừ 5. Và cách viết số nguyên âm, số âm 3 được viết là dấu trừ rồi đến số 3. Và để hiểu rõ hơn về kiến thức này, chúng ta cùng làm các ví dụ sau. Ví dụ một, số nào là số nguyên âm, số nào không là số nguyên âm trong các số sau. À, như các em đã biết, số nguyên âm được nhận biết bằng dấu trừ ở đằng trước các số tự nhiên khác không. Như vậy ta có số trừ 7, trừ 3, trừ 4 51 là các số nguyên âm. Và các số còn lại 0, 6, 12 không phải là số nguyên âm. Tiếp tục chúng ta đến với ví dụ 2. Ví dụ 2 có nội dung như sau. Câu A. Đọc các số sau. Câu B. Viết các số sau. À, cô tin là tất cả các em đều trả lời được câu này đúng không nào bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đáp án câu a số 17 với dấu trừ đăng trước được đọc là âm 17 hoặc trừ 17 à, số 28 với dấu trừ đằng trước được đọc là âm 28 hoặc trừ 28 Câu B, viết các số sau số âm 9 được viết là dấu trừ rồi đến số 9. Số trừ 30 được viết là trừ rồi đến số 30. Như vậy qua hai ví dụ này chúng ta đã nhận biết một số như thế nào là một số nguyên âm và biết cách đọc và viết số nguyên âm đó. Vậy số nguyên âm nó được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn cuộc sống? Và bây giờ, cô sẽ giới thiệu về các em một số ứng dụng thực tế của số nguyên âm. Ứng dụng đầu tiên, số nguyên âm được dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0 độ C. Ở đây cô có, có một nhiệt kế. Em hãy đọc nhiệt độ của nhiệt kế này. như vậy để đọc được nhiệt độ của nhiệt kế này, chúng ta sẽ xem thử vạch màu đỏ này đang ở vị trí nào. À, nó đang ở vị trí này. Và nhiệt độ 10 độ dưới 0 độ C được đọc là âm 10 độ C và được viết là dấu trừ rồi đến 10 độ C. Tiếp tục ứng dụng số 2 của số nguyên âm. Số nguyên âm được dùng để chỉ độ cao dưới mực nước biển. À, kém hãy quan sát hình vẽ sau. Đây là hình ảnh của một gian khoang. À, và người ta lấy mực nước biển làm chủng và thương quy ước độ cao của mực nước biển là 0 m và dùng số nguyên âm để chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ví dụ, đáy vịnh Cam Ranh ở dưới mực nước biển khoảng 30 m có nghĩa là độ cao của đại vịnh Cam Ranh khoảng ấm 30 10 m. Và để hiểu hơn về ứng dụng này thì chúng ta cùng làm một ví dụ sau. Ví dụ Việc số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển, biết tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 20 m. Ở đây ta có hình ảnh của một tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển. À, như các em đã biết, thì số nguyên âm được dùng để chỉ số độ cao dưới mực nước biển. Mà ở đây, tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển là 20 m Khi đó, số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm là ấm 20 m Tiếp tục, chúng ta đến với ứng dụng số 3. Đó là số nguyên âm được dùng để chỉ số tiền nợ cũng như để chỉ số tiền lộ trong kinh doanh. Ví dụ đầu tiên là số nguyên âm được dùng để chỉ số tiền nợ. Ở đây có hai bạn đang nói chuyện với nhau. À, bạn đơn anh nói là cầu con nợ mình 10.000 đồng nhé. Có nghĩa là mất ký có âm 10.000 đồng. Tiếp tục chúng ta đến với ví dụ địa chỉ sổ nguyên âm dùng để chỉ sổ tiên lỗ trong quân doanh. Ở đây cô có một bảng thống kê về sổ tiên lại của một doanh nghiệp như sau. Quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. à, quan sát bảng thống kê này chúng ta thấy ở quý 2 doanh nghiệp này có tiền lại là âm 50 triệu đồng và ở quý 3 số tiền lại là âm 30 triệu đồng vậy có nghĩa là gì à đó là ở quý 2 doanh nghiệp này đã bị lộ 50 triệu đồng và ở quý 3 doanh nghiệp này bị lộ 30 triệu đồng Tiếp tục, chúng ta đến với ứng dụng số 4. Đó là số nguyên âm được dùng để chỉ thời gian trước công nguyên. Đây là hình ảnh của nhà toán học Pythagore. À, cảm biết không, à, nhà toán học Pythagore là một trong những nhà toán học lớn thời Hy Lạp cổ đại à, và ông nổi tiếng với một định lý mang tên của ông. Đó là định lý Pythagore. À, mà lên các lớp trên, cảm sẽ được học định lý này. Và... Nhà toán học Pythagore sinh năm âm 570. Có nghĩa là ông sinh năm 570 trước công nguyên. À, như vậy, cô vừa giới thiệu kém một số ứng dụng thực tế của số ngâm. À, ngoài ra thì số nguyên âm còn có nhiều ứng dụng thực tế khác. À, kém hãy tìm thêm các ví dụ để hiểu thêm các ứng dụng thực tế của số nguyên âm trong cuộc sống. Còn bây giờ chúng ta đến với bài tập của số nguyên âm. Bài tập đầu tiên. Bài tập 1 trang 62 sách giáo khoa. Câu A. Đọc các số sau. Câu B. Viết các số sau. Đầu tiên chúng ta giải quyết câu A. Số 9 với dấu trừ ở đằng trước được đọc là âm 9 hoặc trừ 9. Số 18 với dấu trừ ở đằng trước được đọc là âm 18 hoặc trừ 18. Câu B. Viết các số sau. Số trừ 23 được viết là dấu trừ rồi đến số 23 số âm 349 được viết là dấu trừ rồi đến 349. Tiếp tục chúng ta đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Bạn thống kê dưới đây cho biết nhiệt độ trong một ngày mùa đông của một vùng xứ lạnh. Câu A đọc và viết nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ. Câu B, xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau. À, đầu tiên, chúng ta sẽ giải quyết câu A. Để đọc và viết nhiệt độ vào các thời điểm này, à, thì chúng ta phải quan sát lên bảng trên và đối chiếu cuộc thời điểm với là cột nhiệt độ. Như vậy, vào lúc 2 giờ thì nhiệt độ là như thế này và đọc là âm 8 độ C, viết là dấu trừ rồi đến 8 độ C. Nhiệt độ lúc 10 giờ như vậy vào thời điểm 10 giờ thì tương ứng với cột nhiệt độ đỏ là trừ -5 độ C và việc là dấu trừ rồi đến 5 độ C. Lúc 18 giờ tương ứng với nhiệt độ là 0 độ C. Và việc là 0 độ C. Lúc 22 giờ thì tương ứng với nhiệt độ là âm 3 độ C. Và việc là dấu trừ rồi đến 3 độ C. Tiếp tục chúng ta cùng nhau giải quyết câu B. Xác định tính đúng sai của các phát biểu sau. Và tương tự ở câu A, chúng ta sẽ quan sát bàn trên và đổi chiếu cuộc thời điểm với là cột nhiệt độ. Như vậy vào lúc 6 giờ thì ta có nhiệt độ là ấm mới, độ C. Vậy phát biểu đầu tiên là một phát biểu đúng. vào lúc 14 giờ. Quan sát ở bảng trên chúng ta thấy vào lúc 14 giờ thì nhiệt độ là 2 độ C. Mà ở đây lúc 14 giờ nhiệt độ là âm 3 độ C. Vậy phạt biểu này là một phạt biểu sai. À, qua hai bài tập trên chúng ta đã ôn lại cách đọc và viết một số nguyên âm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những bài tập về ứng dụng thực tế của số nguyên âm, bài tập số 3. Việc số nguyên âm biểu thị các tình huống sau. Câu A. Ông An nợ ngân hàng 4 triệu đồng. Câu B. Ba ba kinh doanh bị lộ 600.000 đồng. À, như các em đã biết, thì số nguyên âm được dùng để chỉ số tiền nợ cũng như là chỉ số tiền lỗ trong kinh doanh. Như vậy chúng ta sẽ giải quyết câu A như sau. Ông An nợ ngân hàng 4 triệu đồng, có nghĩa là ông An này có âm 4 triệu đồng. Câu B, bà ba, ba kinh doanh bị lộ 600.000 đồng, có nghĩa là lợi nhuận của bà ba, ba là âm 600.000 đồng. Tiếp tục chúng ta lại đến với bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Viết số nguyên âm chỉ năm của các sự kiện sau. Câu A, câu B và câu C. Đầu tiên chúng ta cùng nhau giải quyết câu A. Như các em đã biết thì số nguyên âm được dùng để chỉ thời gian trước công nguyên. À, đây là hình ảnh của Thế vận hội đầu tiên. Và Thế vận hội đầu tiên này diễn ra năm 776 trước công nguyên. Nghĩa là Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm âm 776. Tiếp theo, chúng ta cùng giải quyết câu B. Đây là hình ảnh của nhà toán học Archimedes. Nhà toán học Archimedes sinh năm 287 trước Công nguyên. À, nghĩa là nhà toán học Archimedes sinh năm âm 287. Tiếp theo chúng ta cùng giải quyết câu C. À, đây là hình ảnh của vương treo Babylon. À, kém biết không, vương triều Babylon là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại và vương triều Babylon được xây dựng từ khoảng năm 603 trước công nguyên. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là vương triều Babylon xây dựng từ khoảng năm âm 603. À, như vậy chúng ta vừa giải quyết xong các bài tập liên quan đến số nguyên âm. À, bây giờ chúng ta sẽ cung điểm với một nội dung mà các em có thể chưa biết. Độ sâu lớn nhất của các đại dương dưới mực nước biển. Đầu tiên phải kể đến đó là rằng Mariana thuộc Thái Bình Dương sâu 10.925 m. Thứ hai là rằng Puerto Rico thuộc Đại Tây Dương sâu 8. 408 m. Thứ ba là rằng Java thuộc Ấn Độ Dương sâu 7.290 m và một loài hầu lơ thuộc Bắc Băng Dương sâu 5.669 m. Trên đây là các độ sâu lớn nhất của các đại dương dưới mực nước biển. Về nhà, kém hãy sự dụng số nguyên âm để biểu diễn các đồ cao đó so với mực nước biển. Sau đây cô sẽ hướng dẫn kém học ở học bài ở nhà. À kém đọc thêm phần 2, có thể em chưa biết, trang 63 sách giáo khoa Cẩm Diêu và khuyến khích kém làm các bài 4, 5 trang 71 sách bài tập Cẩm Diêu. À, và tiết học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.